Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 7 tháng 6 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.